lâu đình, đến nay sao vẫn một mình. Lá rơi rơi mãi thật buồn, nhìn người đi má đang tuôn sầu. Áo anh nay rất chỉ rồi, nhớ em anh nhớ một đời. Cố quên nhưng mãi bồi hồi lệ là đôi đứa anh mỉm cười. Anh đã yêu người rất lâu, sao đã quên thật mau. Duyên nối nhà tình ngón ma nay đã trôi về đâu. Chẳng với sao cùng đến đây, anh khóc cho ngàn mây. Đẹp nhớ thương lòng vẫn vương nà. Cớ sao người đã mang đi câu chia lìa, rồi quên đi câu thề. Thương mấy ai cho nhiều để giờ người bỏ anh bỏ lỡ. Phận duyên mong manh ra rời, lặng yên cách chia đôi đời. Em ở đây phương trời còn ai nghĩ tới? Người nắng tương tư khoác lên u sầu, triền miên nỗi đau trong lòng. Sẽ yên mình dẫu mình còn nặng si tơ nhanh hoa nay ua sắc hương phai tàn tờ duyên chúng ta phai nhạt. Anh vẫn thương em nhiều mà sao em nỡ. Anh tặng em một bài. À, không biết là em đang ngồi mà anh đến anh hát bất ngờ như vậy thì có phiền em quá không? Trời ơi, mết hồn anh. Tưởng ăn trộm mà. Tự nhiên có anh chàng là tự nhiên hát hay quá, tới đây ngồi làm em bất ngờ. Nói chung là anh đang thực hiện một cái thử thách, đó là hát cho người lạ nghe. Cho nên là anh phải làm một cái gì đó nó bất ngờ. Thì anh hy vọng rằng là với cái ca khúc vừa rồi nó không làm phiền đến cái buổi dạo mát của em tại công viên. Không sao. Hát hay là em thay tội. Anh cảm ơn em nhá. Vì cái câu khen ngợi như vậy thì anh có một món quà tặng em. Vì em đã khen anh hát hay. Đấy, món quà của anh nó rất là bất ngờ. Đây. Đây là một cái micro. Anh vừa hát tặng em một bài, cho nên là anh cũng rất là muốn em có thể hát tặng anh lại một bài để anh có thể cùng nhau lắng nghe giống như em vừa nghe anh hát. Em hơi ngại tại vì chưa bây giờ hát cho người lại nghe các bạn. Ở ngoài công viên. Ok, thì em cũng biết là trước lạ sau quen thôi. Giống như ban đầu anh cũng có biết em là ai đâu. Thì anh đến anh hát tặng cho em một bài. Cho nên bây giờ thì anh cũng rất là muốn nghe một cái cô gái có mặc đồ xì tai giống rất là giống Korea. Nãy anh đến anh tưởng là không biết là cô này mình hát tiếng Việt cô có hiểu không. Nhưng mà sau khi anh nói chuyện là em biết em là người Việt Nam rồi đó. Thì anh rất là muốn xem một cái cô gái phong cách như thế này, chưa biết mặt mũi thế nào, hát ra sao. Thì rất là mong em có thể hát tặng anh một bài, hát nửa bài cũng được. Ok. Đúng là con trai của ta. Em nghĩ là hay. Có vẻ hay nhưng cái mặt không làm cho em tin là hát hay. Sao anh thấy không hay cười? Không, em cũng đồng quan điểm với anh Giang. Bấm chuông, quay lại. Tuyệt vời. Anh thấy thật sự là em hát rất hay luôn. Mà anh hỏi thật lòng là không biết là em có làm về lĩnh vực gì liên quan đến nghệ thuật không? Không, em chỉ thích hát, có cái tài năng hát. Tại vì lúc đầu trước khi mà anh đến đây để anh hát tặng em một bài là anh quan sát, anh nhìn cách em ăn mặc á, thì nó rất giống một cái gì đó làm nghệ thuật. Thì ban đầu anh có nói em bịt khẩu trang thì anh đâu biết em là người nước ngoài hay người Việt. Nhưng mà nhìn cái na ná cách ăn mặc thì giống Hàn Quốc. Đó, hôm nay anh hát tặng em nửa bài, em cũng hát tặng anh nửa bài, anh cảm thấy rất là vui.
Thì bây giờ như này nhá. Hôm nay thì anh và em vô tình có duyên gặp nhau tại công viên. Thì anh thấy em hát cũng rất là hay. Bây giờ anh muốn anh và em cùng nhau song ca một bài. Anh em mình thử cùng nhau hợp kiếm song bích xem nó như thế nào. Nhưng mà bây giờ trước khi song ca thì anh muốn hỏi một câu hỏi mở. Nếu như mà em không ngại về cái vấn đề mà đang giãn cách xã hội, thì bây giờ anh và em cho biết mặt nhau đi. Tại vì anh đang đeo khẩu trang mà em cũng đeo khẩu trang. Mà song ca và hai người đeo khẩu trang thì rất là khó để kết nối cảm xúc, đúng không? Nên bây giờ nếu ok em không ngại thì anh đếm 1, 2, 3 anh em mình cùng nhau cho xem mặt, ok không? Ok. Đó bây giờ giống cái chương trình hẹn hò gì trên HTV7 quá. Cái chương trình tôi muốn hẹn hò gì đó, đúng không? Rồi bây giờ 2, 3. Anh ngủ ở đâu thế? Đó, bà có đồng ý hẹn hò với tôi. Từ trước đến giờ chưa bao giờ anh có một cái tình huống nào nó như thế này. Nhìn nó nghe nó rất, nhìn nó rất là so cute, đúng không? Rất là dễ thương. Em cười rất dễ thương. Cái này là anh khen thật. Rất là nhìn cái style thì nhìn nó hơi mảnh khảnh, nhưng mà cái cách ăn mặc cũng như là cái khuôn mặt em nhìn rất là dễ thương. Ok, bây giờ thì anh xin tự giới thiệu trước. Anh tên là Hùng, thì em tên là gì? Em tên là Hằng. Hằng đúng không? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một bản song ca giữa Hùng và Hằng. Thì anh có biết một vài bản song ca thôi chứ anh không thuộc nhiều. Thì anh không biết là anh thử đọc tên một vài bài. Nếu em biết bài gì thì anh với em chọn bài đó để song ca. Ví dụ như là Cơn Mưa Tình Yêu này, Đừng Như Thói Quen này, Khó Vẽ Nụ Cười này, Yes I Do này. Thì em có biết là những cái bài gì anh vừa đọc không? Eternity Later. Em có thuộc lời không? Em không thuộc, em... Ok, vậy thì anh cho cái loa xuống nhá. Cho khoảng cách nó gần hơn. Đây, ok. Đây, em cầm đi. Và sau đây là bản song ca của Hùng và Hằng. Alo. Anh sẽ chờ em, dù biển xanh kia có cạn khô, dù qua thêm bao kiếp anh vẫn sẽ chờ. Anh nghĩ là anh em xong ca xong kiếm một bích đi bán kẹo kéo được. Cháy ngang vừa tan, ai đưa con đò sang bến xưa vẫn mong trông ngóng trong vô vọng mà đắng cay còn đây sao buông xuôi đôi bàn tay má hồng hay hay thẹn thùng bên anh giờ đâu chẳng thấy chót yêu nhau từ thời mộng mơ tựa vẫn thơ ghi vào trang vỡ thuở ban sơ thẹn thùng thương nhớ bằng tất cả ngây thơ. Nói em đi thì ngày một khác, ngọt ngào không thấy chỉ toàn chua chát. Xuân sắc em tôi sao giờ đây hao gầy sơ sát. Xiết đôi tay ngậm ngùi nơi đây, nhìn trời mây duyên mình ai lấy. Tiếng ai than thở lòng hiu vắng, làn sương khói bao vây.
tránh do thân phận anh chẳng thể lo em hướng xa trời, mong ngày tới em vui bên tình nhân mới, không cho nhau một lần rồi thôi không gặp nhau nữa đâu. Bên sông xưa nơi mình thường ngồi cạnh bên nhau rất lâu, áng mây bay ngang trời tựa như ân tình trôi thế thôi. Lòng không nói nhưng sao bên trong tim đau nhói mím chặt môi. Còn đọc ra không? Yon. Lời em nói lời em quên như dao cứa và tim gan, nỗi buồn anh đến là từng vị đắng rồi say trong miên man, là vì anh nhớ thương em cô thiếu nữ bên sông quê, bóng dáng thực xưa người nào còn đó, sao em đi mãi vẫn không về. Nhiều lần than thân trách phận trách do vì anh đã phải lòng, cảnh đẹp kê đai bên quê sông nước em đi để trải lòng. Em cười nói vui vẻ hạnh phúc say đắm bên người ta, nó lá đội như bao ngày anh đợi mặc cho bao tóc hay mưa xa. Yo. Cảm ơn em rất là nhiều đã lắng nghe cái ca khúc Cố Giang Tình này. Lúc đầu anh hát thì anh cứ thấy em nhìn anh em cười, không biết là anh có phải sinh vật lạ không mà. Dạ không, em có biết anh. Em biết anh hả? Em biết anh từ đâu? Hấp tôi Bùi Viện. Nghe xong nổ hết cả mũi. Vậy là em hay ra Bùi Viện à? Hay là em xem anh hay là sao mà em biết? Dạ, em có xem trên kênh YouTube của anh. À, trên kênh YouTube của anh, em xem clip nào rồi? Dạ, em có xem clip của anh với Jack. Là cái bài Hồng Nhan anh hát với Jack ở ngoài Bùi Viện hả? Dạ. Em có phải là đó không mà nhìn mặc áo vàng vàng cái này? Dạ, fan của Jack. Fan của Jack luôn? Đúng. Một đó luôn. Anh nghĩ là nhìn cái cách ăn mặc kiểu áo vàng vàng này là anh thấy nghi rồi. Em cười có cái nốt ruồi gọi là cái gì ta? Núm đồng tiền đấy. Anh hát xong anh cảm giác là chuẩn bị anh lại có thêm tài chính vô đấy. Gặp một cô gái dễ thương nghe mình hát là rất là dễ thương này. Ok, vậy là cái bài anh vừa hát là em biết. Ca khúc mang tên Cố Giang Tình. Anh đang thực hiện một cái thử thách, đó là hát cho người lạ nghe tại công viên. Và nãy giờ thì anh đi công viên thì thấy nó khá là vắng, cho nên là anh cứ thấy cô nào đang ngồi thì anh lao vào anh hát thôi. Nên là em nghe anh hát hết đấy. Anh cảm giác rất là vui khi mà em biết anh, và đặc biệt là đã hát chung với anh cái ca khúc Cố Giang Tình này. Hồi nãy anh tính đưa micro cho em hát rồi, nhưng mà anh sợ cái beat này là beat Tông Nam, em hát vào thì khi nó không có hợp với giọng của em. Cho nên là bây giờ anh quyết định anh trao lại cái micro này cho em để em hát cho anh một bài đó. Fan của Jack rất là nổi tiếng về cái độ thân thiện đấy, cũng như là cái sự vui vẻ. Nên bây giờ anh rất là muốn em có thể hát một ca khúc nào đó mà em thích nhất. Ví dụ như em là fan của Jack thì em hãy hát một cái ca khúc nào của Jack đi. Thì biết đâu là tối nay về anh gọi cho Jack, anh bảo là Jack ơi hôm nay anh ra công viên đấy, anh gặp một đóm rất là dễ thương, nghe anh hát lại còn đặc biệt là hát một bài nữa, thì chắc là Jack sẽ rất là tự hào về fan của mình. Ok, bây giờ không biết là em sẽ hát bài gì của Jack. Jack thì rất là nhiều bài. Em hát bài mới nhất của Jack. Là một đứa con gái à. Không, là một thằng con trai. Là một thằng con trai đúng không? Rồi ok, anh sẽ nghe em hát ca khúc này, và chắc chắn là tối nay anh sẽ về anh gọi điện anh nói với Jack rằng là Jack ơi em có một fan rất là tuyệt vời. Là một thằng con trai nhờ như anh màu trắng đôi bàn tay, dù này không say hãy hứng cho vơi này. Nó sao sao ấy, nó khó tả. Rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa, chẳng có ô mà che phố xa đêm anh vô tình thôi cũng vinh. Hay thế nhỉ? Vì rằng ngày mai mãi 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 anh mất đi cùng ai, anh lẽ lối một nỗi thế giúp anh. Hay quá. Tiếp đi, anh muốn nghe. Yo. Rồi mình kể nhau nghe sẽ liếm mưa, chẳng có ô mà che phố xa đêm anh vô tình thôi cũng vì. Vì rằng ngày mai mãi 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 em bước đi cùng ai, anh lẽ loi và mọi thế giúp anh buồn. Tiền bao vô quý muốn giữ em gần đi, nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì. Vì rằng ngày mai mãi
Thực sự là rất là hay. Anh nghĩ nếu như mà Zack có vô tình mà có thấy được cái video này, mà đặc biệt là nghe qua giọng của một fan đóm hát rất là hay như thế này, thì biết đâu là Zack sẽ cảm thấy rất là hay và rất là tự hào khi có một cái người fan như em. Cố lên nhung Zack nha. Chào cả nhà, nhìn là biết tôi đang ấy rồi đúng không? Ok, nếu bạn nào theo dõi Hùng trong thời gian vừa qua thì mọi người biết Hùng luôn luôn tự hào chia sẻ về một dòng sản phẩm Hùng đã dùng để làm đẹp 5 năm qua, đó chính là bột yến mạch. Và trong hơn 2 năm kinh doanh dòng sản phẩm này, Hùng đã tạo dựng nên được một thương hiệu mang tên riêng của Hùng mà rất là nhiều khách hàng yêu mến trên toàn quốc gọi Hùng một cái tên rất là trìu mến, đó chính là chú Hùn Yến Mạch. Và trong thời gian mà Hùng kinh doanh thì Hùng đã nhận được rất là nhiều những cái đóng góp chia sẻ của khách hàng. Cho nên trong 4 tháng tìm hiểu vừa qua, Hùng quyết định nâng cấp dòng sản phẩm của mình lên một tầm cao mới. Và ngày hôm nay Hùng muốn chia sẻ đến với tất cả mọi người, đó chính là dòng sản phẩm được mang tên bột yến mạch ngọc trai. Và như mọi người thấy, trên dòng sản phẩm này sẽ có logo, tên và chữ ký của Hùng, để thứ nhất là tránh hàng nhái, hàng giả. Và cái thứ hai, có rất là nhiều khách hàng yêu mến muốn có một chút gì đó kỷ niệm khi mua hàng của tôi, cho nên là tôi sản xuất hàng loạt luôn. Và cách dùng sản phẩm này rất là đơn giản, mọi người nhìn nhá. Ok, và bột yến mạch ngọc trai có những cái hạt li ti sẽ cung cấp cho bạn collagen thẩm thấu đều vào da, giúp da chúng ta trắng mịn một cách hồng hào tự nhiên. Những làn da bị mụn, bị thâm, sử dụng dòng sản phẩm này thì chắc chắn nó sẽ mang lại cho bạn một hiệu quả rất là tuyệt vời. Hùng cam đoan và đảm bảo với các bạn rằng là chỉ cần rửa mặt lần đầu tiên xong, bạn sẽ cảm thấy da mặt mình rất là nhẵn mịn, và mình sử dụng lâu dài nó sẽ mang lại cho bạn một làn da rất là tuyệt vời. Ok, và nếu bạn nào chúng ta quan tâm đến cái dòng sản phẩm này, mọi người có thể lên Facebook và gõ fanpage Trần Quang Hùng, hãy inbox cho Hùng để Hùng có thể tư vấn cho bạn rõ hơn chi tiết về dòng sản phẩm này nhé. Rất là mong khi sử dụng dòng sản phẩm này, các bạn có thể tự tin khi đi ngoài giao tiếp mà không cần phải make up, cũng như là tạo thêm được nhiều mối quan hệ quen biết. Vì chúng ta có làn da đẹp thì chúng ta sẽ luôn luôn tự tin, đúng không nào?